Chị Trung Hà à? Chị ở đây xin phép em mà. Em pha cho chị nha, cho chị đi về đi. Em thì chị mới về. Em cũng tin cái tự nhiên các chị đi vào nhà người ta. Không. Tự nhiên các chị đi vào nhà người ta không chào chị cả, đi vào đi chị bị bung chị ghi định gì ấy. Thôi em phải ở trong kia. Em không cho. Tại là cái thích trai đấy. Các mẹ vô lý. Chị bạn chị ở chị em. Các chị xin giúp đi nha, có phải ngại ấy nhỉ? Không, em biết ai không mà nhìn giờ xin giúp em. Em cứ cho đi rồi quen. Ôi, em biết chị là ai mà em cho. Sao có phải ngại nhỉ? Ôi. Mà chị qua chị em à? Bạn thôi. Bạn thì sao ra kia ngồi ra đây làm gì? Ôi, mà chị thích group em thôi rồi chị ra. Ôi, em có biết chơi Facebook đâu. Đấy. Đồ em càng thích, chị càng thích. What the hell? Chị có sở thích lạ lùng nhỉ? Chị đâu mà chị thích mà mới gặp nhau à? Sở thích của chị là thế đấy. Còn cái lúc đi em, ngại nhở. Ừ. Kìa. Chị đừng đi em đấy, đi ra kia ngồi đi vào nhà người ta. Chị mới bút chị định làm gì ấy. Em chị mua Facebook thôi mà. Em chả quen. Ừ. Ra ai? Tự nhiên là mẹ đây. Mẹ ra. Là cái gì mà ngại thế? Em có phải ngại nhỉ? Em bảo cả bố em cũng được chứ làm sao đâu. Em quá. Chị đi về. Ôi em càng thấy chị càng thích kìa. Em ơi đây. Mà mẹ nhiều tăng ấy nhỉ. Nhưng em biết mấy chị là ai, em xin Facebook em. Bạn chị thôi mà, thế bây giờ các chị xin Facebook thì làm sao? Không, em không thích. Thế bây giờ mày thích gì? Em thích gì kệ em. Thế bây các chị mà cho các chị Facebook thì có bị làm sao đâu? Không, nhưng em cho các chị Facebook, các chị về các chị tán em sao? Thì tán nhưng mà yêu chứ làm sao? Không, nhưng em không thích. Thế mày cũng thích con gái à? Không. Em ơi, ra đi. Đi ra ngoài cho chị xin Facebook cái nào. Không. Chị mẹ có chị đi về em đi ra. Sao nhút nhát thế nhở? Em đi vào nhà, xong rồi đi xin Facebook. Đi xin Facebook thôi mày làm gì mà căng về. Không. Đi ra ngoài nhanh. Không. Bố đi về thì em đi ra. Về hết rồi. Chị Trung Hà à? Chị ở đây xin Facebook em mà. Em pha cho chị nha, cho chị đi về đi. Em thì chị mới về. Em cũng tin tự nhiên các chị đi vào nhà người ta. Không. Tự nhiên các chị đi vào nhà người ta không chào chị cả, đi vào đi chị bị bung chị ghi định gì ấy. Chị chả nghĩ định gì á, chị mỗi Facebook thôi. Thế tự nhiên vào nhà người ta không ngồi uống nước ra kia thì ra chị mỗi Facebook em. Thế chị em có mời nước chị em mà. Chị làm sao nhỉ? Ra bạn bè không mời ra kia chị cho mấy bạn đây em thì còn dắt họ là xin Facebook em cơ. Chị phải để em còn lớn nữa chứ. Em nào học xong hết cấp 2 đâu. Cái lúc liên quan đến việc em học hết hay không học hết. Không. Thì em chơi nhiều rồi, đấy ít chơi với em cơ. Wow. Không, chị đấy thích chơi với em. Thế bây giờ em hỏi chị nhá, chị xin Facebook em làm gì? Chị thích ngay. Tại làm gì cái chị nhớ khi chị vào chị tán em hay như nào thì chị đăng mẹ ảnh em lên bổ đình người yêu tao thì chết em à. Em phải lớn chứ. Để đi. Chị cứ dẫn họ ra làm gì? Bạn bè chị cho ra kia ngồi đi. Em lại dẫn họ đây làm gì em? Em cứ cho Facebook đi rồi chị về. Không. Em nhìn kiểu chị này em biết thấy em thích rồi. Thôi chị đi về đi. Em còn học nữa. Bố mẹ ở nhà thì cầm lưng ra luôn đi học. Yêu mới đưa cái gì? Hả? Yêu mới đưa cái gì? Có cho Facebook liên quan đến cái việc yêu đương hay là... À, câu em nghe nhiều lắm rồi nhá. Đi về đi, em chưa học hết cấp 2 đâu. Chị cứ tán em làm cái gì? Ôi chị em tán đâu, mới xin Facebook. Thế chị xin Facebook thôi mà. Chị về làm gì? Chị lấy ảnh em đi làm gì? Ngắm à? Đúng rồi. Tao lại mày rồi. Thế ngắm có phải là thích không? Ừ, thế thích có phải là tán không? Thế thì đúng chị định lấy Facebook em, chị định tán em gì cơ? Em phải học đi. Thôi chị dẫn đi về đi. Thôi mày em về đi, em đang gái trong á. Ôi gái trong à? Ôi thế tao lại càng thích rồi. Đúng rồi. Càng đây tao lại càng thích.
Chị có gu sở thích kinh nhà. Thích gái trong cơ. Có thích không? Thích hết em ơi. Không thích chị lại càng thích em, em cứ cho phép người chị mà. Mày chỉ có đi về không? Đi về đi. Ủa ôi. Đi về. Em chết cho số lượng chị xe đây. Đi đâu? Em chết thật đây. Bà chị bỏ đi. Mày cứ ra ra tắm mày làm gì? Mày cho ông chủ. Mày cho bạn chị Facebook mày làm gì? Không. Em về mất mẹ. Đấy là chị thấy bà chị không? Cho Facebook đi rồi hắn chết. Không phải. Đấy là nó xin Facebook mày xong bọn nó về, chứ mày có cho đâu. Mày có không thích cho. Thế mày giữ làm gì? Em giữ cho em. Quyền riêng tư của em giữ. Thôi trời. Chị đuổi về đi. Thôi cho đi em. Về về mách mẹ đây. À mày về mày khoe đấy. Cho đi em với cửa trong kia. Em không cho. Đi về. Về đi. Chị đi về đi. Ôi, em không thích. Cho mỗi cái Facebook thôi mà làm gì căng thế. Em không thích. Chị là gì mà em phải cho? Bạn chị em. Bạn chị em không cho. Để là chị gái em tí về hủy hết. Thì đi về đi. Đáng yêu quá. Cái gì mà kêu thế? Càng kêu lại càng đúng gu của tao mày ơi. Con mày đừng chơi em não. Có treo đâu, xin mỗi cái Facebook thôi mà. Em đéo hiểu sao chị cứ bàn gu lạ nhờ. Thì ai bảo mày đẹp trai quá đâu. Em đẹp đâu. Thế xấu cái gì cơ. Xấu thì cứ cho bạn gọi đi, đi 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 đi. Bố bạn chị đi về đi, em đóng cửa lại. Ai cứ cho Facebook đi, xong rồi về cũng được. Chị cho em cởi áo rồi đấy. Em phải cởi đi. Bạn chị biến thái thế nhờ. Cởi áo cũng thích cơ. Đi về đi, em không đùa đâu. Không kìa, cho Facebook đi rồi về. Không cho. Mày cho bạn chị Facebook đi. Không cho. Không thích. Nói chung là không thích con gái. Nhất là bạn chị. Đi về. Càng ngày càng đáng yêu. Yêu chưa? Vẫn yêu. Yêu quá. Em cho em đang ngoài kia ngồi. Em ơi. Trong lúc đi có mỗi cái Facebook mà. Cứng đầu không nhỉ? Cứng đầu thì mới xin được Facebook của em chứ. Em không cho đấy. Chị cứ ở đây thôi. Mà nhá, em quỳ cái mệnh chị luôn đấy. Nó bố đi về đi. Đi về. Đi về đi. Thôi chị cũng trêu em thôi. Thế giờ sau này lớn đợi chị nhá. Không đợi giúp chị à. Đợi. Đợi. Quá thể với đấy. Thôi tao cũng chịu em mày rồi đấy. Thôi đúng là lấy xong rồi. Đi về anh đi. Chị nữa. Kiểu đâu. Bạn gọi vào. Đã không thích. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mình. Gaming TV cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ like, tết và chia sẻ clip này đến rộng.